Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với tập đặc biệt của Clubhouse mùa 14. Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Bigo Bigo. Cảm ơn ứng dụng Bigo Live kết nối bạn bè và giao lưu trực tuyến đã tài trợ thực hiện chương trình. Rồi, hôm nay thì tụi em cũng gặp nhau nhiều rồi. Chỉ có tập này là anh Duy trở lại thì chắc anh Duy phát biểu một vài lời đi chứ. Xin chào các bạn, mình là Duy. Mình rất vui vì chương trình đã mời mình tham gia ba số đặc biệt của lớp 2 mùa 14 này. Nhưng mình chỉ tham gia một số này. Ủa sao hai số kia chú không tham gia được rất vậy? Buồn. Hai số trước. Hai số trước mình không tham gia được tại vì mình bị một số vấn đề tâm lý trong chuyện tình cảm đó. À, tức là anh Duy bị sang chấn tâm lý cho nên là anh đến tập này mới lấy lại được tâm lý để quay trở lại với chương trình ha. Anh có thể chia sẻ lý do chính xác là anh bị cái gì không được không ạ? À? Chính xác có tiện chia sẻ không? Không, chia sẻ thoải mái tại vì Duy đơn giản lắm. Sự là Duy rất là khó yêu. Duy rất là khó yêu mà 4 năm rồi từ khi tham gia chương trình lớp hào. Phải công nhận là lúc tham gia chương trình lớp hào này Duy mới kiếm được người yêu. Sao? Nhưng mà ngoài chương trình. Rồi chị. Nào nào thôi bình tĩnh, đừng khóc nè. Thôi. Bình tĩnh. Tham gia chương trình mình cũng mới có thể mà như tâm lý thoải mái để dĩ như tiếp xúc với người khác, giúp cho mình dễ mở lòng hơn. Thì Duy mới quen được một người nhưng mà ở ngoài chương trình, mặc dù mình mở lòng nhưng mà mở lòng hơi lộn người. Bây giờ mình đóng lòng bị quay lại cuộc sống cũ là lại thất tình rồi. Độc thân nữa. Độc thân lại độc thân rồi. Từ lúc 4 năm mình không yêu ai cho tới lúc mà mình yêu lại người ta thì lúc đó mình cái cách đối xử về bạn gái của mình nó lại khác với những người thường hay dạng như yêu mình biết làm gì biết quan tâm, còn như là mình không biết quan tâm nhiều lắm, mà con gái thường thường rất cần sự quan tâm. Đúng rồi. Cực kỳ cần sự quan tâm. Trời, sao sao? Đúng rồi. Mặc dù mình chưa biết mà chú lại không quan tâm. Mặc dù mình chưa có yêu. Yêu mà mình để như là mình không cần phải như là không cần phải nói ra trước mặt có gì, mình cứ làm từ từ để người ta thấy, nhưng mà người ta muốn là phải nói ra trước mặt người ta biết là làm cái này. Đó, con gái là thích nghe. Thì nếu như chị muốn như vậy thì anh cứ nói như vậy. Nhưng mà làm sao mình có thể nói được em ơi hôm nay em thích cái gì vậy? Em thích cái đó à, anh sẽ mua mang qua cho em nhé. Em thấy bình thường luôn á. Tuổi em thấy bình thường đúng không? Nhưng mà 10 năm sau em có thấy như vậy không? Phải tức là cách biệt hai thế hệ. Không mà đúng rồi mà, thật sự không biết dùng từ như thế nào, thật sự là cách biệt hai thế hệ thật sự. Tuổi của anh Duy với lại Sa cách biệt rất là lớn. 12 tuổi. Một con giáp. Thì cái lối suy nghĩ nó sẽ khác nhau trong cái chuyện tình cảm. Yêu rồi thì cứ làm cứ cái gì mà mình thật nhất thôi được rồi. Đúng cảm xúc thôi, chứ bây giờ mình muốn quan tâm nhưng mà mình không thích thể hiện mình làm theo cách khác thì đó là do mình. Chứ anh cũng không muốn thay đổi cái quan điểm của anh. Không có muốn vì người ta mà mình thay đổi nhiều quá. Em cũng mong là anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ mở lòng mình hơn để sau này anh có những cái mối tình đẹp hơn. Anh cảm ơn em, anh cảm ơn chương trình. Đúng không? Anh Duy nôn cưới vợ lắm rồi. À giờ Duy mong nhất là được cưới vợ á. Duy mong nhất là được cưới vợ á. Ba mẹ mong mà giờ Duy cũng mong, Duy muốn có vợ mà muốn có vợ anh muốn có con. Mình bán luôn. Mọi người ơi, tôi chú có người yêu. Trời ơi, con bé nó mạnh mẽ. Facebook của mình là Linh Sa. Mọi người cứ inbox đi, có thể là mình sẽ yêu nhau luôn hoặc cưới nhau luôn cũng được. Nói luôn đi rồi đó, nói thẳng thôi đi. Các bạn ơi. Đó. Ủa, cái nét này. Các bạn ơi, mình là Duy đây. Mình đã 33 tuổi rồi. Và bây giờ thật sự mình rất mong có vợ. Mong các bạn nào nếu mà Muốn có chồng á thì hãy liên hệ tới chương trình và kiếm tới Duy. Bây giờ thật sự muốn con rồi, em mong chương trình có vợ chưa có con rồi. Giờ chưa có vợ sao có con? Lát nữa có cháu rồi nè. Anh in hình đó xong anh đi phát tờ đơn giản hết. Thiệt. Thiệt không lẽ tới mức đó luôn trời luôn á. Em biết chạy ad quảng cáo Facebook nè. Dán hình ảnh. Anh nế em luôn á mọi người ơi. Tại ghép đối đường nữ bao nhiêu còn có. Thương cảm thì hay là có gì. Trời ơi, thấy thương quá. Tâm tới Duy chút xíu nha. Đây có vợ. Dễ thương. Mọi người nhiều. Dạ, cảm ơn anh Duy. Chàng có tay kích lệ cho anh Duy. Ngày hôm nay thì cũng là tập cuối cùng của số đặc biệt rồi. Cho nên là mình phải làm những cái gì đó đặc biệt hơn. Thì trên bàn chúng ta sẽ có những thử thách đến từ chương trình. Đây là những thẻ bài quyền lực của ngôi nhà chung của chúng ta. Trong tay em là 10 thẻ bài. Và
trong mỗi thẻ bài thì sẽ có một cái thử thách dành cho những cái người tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì mỗi người sẽ đi theo vòng tròn, mình cứ bóc thẻ bài lên. Trong thẻ bài ghi gì thì mình thực hiện thử thách đó, rất là đơn giản. Đó, bắt đầu từ A đây. Tất nhiên là anh Duy rồi, tại vì hôm nay anh Duy tụi em đã bị chương trình bào mòn rất là nhiều rồi. Biết có anh là hả, anh hôm nay mới tham gia tập cuối thôi, cho nên là cơ hội này anh hãy thực hiện thử thách của chương trình. Nếu như mà có bóc trúng thẻ bài màu trắng thì anh sẽ tự viết thử thách cho một người mà anh chọn. Rồi đó rồi, anh bóc được màu trắng liền cho em xỉu. Nói lời cảm ơn với một thành viên vì một điều bạn đã nhận được trong chương trình. Ý nghĩa hơn. Chào hóa tay khích lệ. Một thành viên nghĩ là em sẽ cảm ơn Tiên. Cảm ơn Tiên. Cảm ơn Nguyễn Tiên vì thật sự là nếu đúng trong chương trình là em là người tiếp xúc mà có cảm xúc nhiều là với Tiên, tại vì em với Tiên cũng đã có từng có buổi nói chuyện khá là thân mật anh em vậy thôi, nhưng mà có những cái mà mình cảm nhận được Tiên đã trải qua điều đó và mình đã làm cho Tiên buồn, và mình bây giờ tới giờ là Duy rút lại được cái kết luận là bây giờ mình bớt vô duyên đi. Thật sự cái đó là hơi sai, mà vừa biết là mình nghĩ là mình chỉ chọc thôi, mà thôi cảm ơn Tiên đã giúp cho anh thay đổi được cái điều đó. Bây giờ thật sự anh ít nói vô duyên lắm. Cảm ơn và xin lỗi cho lời chân thành của anh Duy. Chào tay mọi người. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi xin mời gia đình chúng tôi có một em bé. Cái gì vậy trời? Rồi xin mời Linh Sa. Phép thuật Win in cha tiết. Xin hãy nêu lên lá bài. Win là gì? Win là gì? Xin hãy chọn cho ta một lá nhân bài. Nhân gian chủ nhân của những thẻ bài. Trời. Nhận một thử thách từ các thành viên. Chiến. Cái gì cũng được đúng không? Đúng. Đừng nói hùng nha cha. Cái này chẳng khoái hùng lắm. Sa hãy ngồi lên đùi của anh hùng Duy hả? Và biểu diễn phép thuật viên giống như điên quá à. Nghĩ sao ngồi lên đùi vậy má? Em muốn ngồi ở đâu nữa? Em không chịu, em muốn ngồi ở đâu? Rồi, thực hiện thử thách đi. Chơi là phải chịu thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Anh Duy kiểu hồi sợ đi, vô đi. Cái này kia ngồi xuống. Phép thuật viên xuyên. Làm gì làm đi. In trình phép thuật viên in cha tiết. Yeah. Phép thuật viên in cha tiết. Yeah. Nó đơn giản mà. Rồi. Thấy sao biểu diễn của tôi đơn giản không? Thôi tôi tự sự sẽ viết vậy đó. Tự viết cho bạn trước bây giờ. Rồi vô. Thẻ trắng. Đọc to thế nào? Cho các thành viên khác chọn một thành viên để bạn bế người đó hoặc được người đó bế. Thôi đừng chọn em nha. Anh chọn Chiến cái bế game. Chiến hả? Hai gói nữa xài Chiến đi. Không lẽ Chiến tự vote cho Chiến. Hai người gói nữa xài đi. Thằng tự vote cho thằng vậy là đều. Thôi hai người gói nữa xài đi. Ai được bế tôi. Thôi lên tôi bế cho nhanh. Đó đấy giờ Chiến giành luôn rồi cả. Sổn sàng hả? Ôi. Chứ bây giờ thằng như thế này trong bế được con gái trần như bế được. Bế được mà. Thằng cứ kêu là không được đi. Ôi nó gỗ ghê vậy Chiến. Để Chiến có cơ hội. Ôi chứ cơ hội nhiều lắm luôn, lâu cho lắm rồi đó. Này, cho công bằng nè, cho công bằng. Tao hồi hộp. Xin coi thử tí trời là gì nha. Đến được cái bao nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ý trời, ý trời. Sao nè. Nhưng mà nhớ hồi trước là chân bế xa như thế nào không? Rồi xong, bế xa rớt. Bế mà sách nhỏ lên luôn. Bế mà muốn gãy xương, chẹo xương luôn á. Giờ nè. Chúa nào bị vậy hết trơn. Đợi 10 giây. 1, 2, 3, bé. Tành thơ. 1, 2, 3, 4. Hơi nhanh không? Hơi nhanh không? 6, nha. Chọc lại. 7, 8, để em đếm cho. 9, 10. Đừng ghi mà đang hồng lắm rồi nè. 9, 7. Đang 9, 8. 9, 9, 9, 9, 995 đúng lắm rồi. 997 998
9999. Thôi xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Tại rút kinh nghiệm từ cả lần bế của em. Không, sao gì ba bế con gái thôi mà sao cũng mệt như vậy. Mà chứ. Thì anh thử anh bế đi. Bế đi. Bế được mà. Nhẹ mà con gái mà đây. Nó nhẹ mà. Trời ơi, sao nhẹ hào à. Một ba mấy mấy vừa bế vừa thục dầu đó hả? Ừ đó. Ôi, nặng đó, nặng thục dầu thì nặng á. Một đếm chưa? Này bây giờ mới đếm không? Rung quá trời. Ba. Ờ bây giờ đi rung rồi đó. Không chờ rung luôn. Thiệt á. Em cứ đợi đếm. Cái này mà bế vợ vô. Thì bế phải tận hưởng em. Em đang cho anh cái thời gian tận hưởng mà. Đếm cái gì? Ôi nặng quá, thôi công nhận bế con gái rất nặng. Tại lâu rồi em đâu có bế được bế con gái nên đâu có biết đâu. Tại ngày nào cũng bế luôn. Bế bồ. Ôi nặng thiệt á. Nếu mà nói ngày nào cũng bế, không phải bế Kim thì bế ai? Không phải bế Kim thì bế ai? Ai à? Ai gì? Tự nhiên hỏi cái gì hả? Hỏi gì vậy? Hỏi mình người cầm cái khỏi nha. Thôi tới bạn nè bạn ơi. Tới nghiệp quá, lẹo quá, lương lẹo quá. Trong đồng đừng có bóc trúng cái màu trắng là ổng hên lắm luôn á. Trời sao mỏi tay quá trời. Nghiệp quá. Bây giờ mới thấy mỏi tay. Xa xa. Rồi. Thẻ bài quyền lực. Đập thẻ. Hãy tìm ra thẻ bài màu trắng. Và đập lâu hồi hộp. Khỏi đùa nữa, đây. Mới thôi mà. Với ai diễn đi. Chồng vừa mới nói xong luôn á. Có ai gợi ý gì không nhờ? Ai biết muốn gì ghi vô đó đi. À thử thách là Kim hôn chiến. Biết hay ạ. Trời ơi, nhìn thấu tâm can luôn. Nhưng mà hôn bao nhiêu lâu chứ? Ghi ra cho hợp lý thì ghi nha. 5 phút có hợp lý không? Nhìn nuốt nước miếng chứ. Rồi nuốt nước miếng kìa. Trời em sợ. Trời có sừng xin cho nước uống không? Giờ ghi sao nhờ? Ghi sao cho nó không cần, thô. Có cần đánh răng rửa mặt gì không? Trời, vậy là đang nghĩ đến những chuyện thô bạo cho nên nói là ghi sao cho không thô bạo. Có cần đánh răng rửa mặt gì không? Anh Duy có thể giúp em đọc cái thử thách này lên đây. Trời ơi! À vậy hỏi chắc không mình đâu. Anh hả? Ờ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì đó? Thiệt tình. Nổi với gà luôn nè. Gì đó? Trời. Chín chín chín. Hằng. Nó dựng lên. Hằng. Hãy quỳ xuống cầu hôn Kim. Sao tự nhiên đau tim quá vậy? Ê, nhưng mà cuộc đời chưa bao giờ được tỏ tình công khai là cũng sẽ tham gia chương trình là được tỏ tình công khai rồi nè, bây giờ được cầu hôn nữa, tôi hạnh phúc quá. Thằng đang cảm thấy rất ngại ngùng trước mặt Kim. Kim cũng ngại ngùng trước mặt xuống rồi bạn. Thằng đang tém tóc thể hiện sự xinh đẹp của mình cho Kim thấy. Gì gì muốn gì? Nắm tay thôi. Kim ngại ngùng người e hẹn. Chết rồi, hai người quá. Nắm tay nhau. Chị nhớ phát cái số này. Chắc chọn quá. Tiếp. Thằng muốn nói với Kim là thôi rồi đi. Khúc này khóc cho ông cười nha. Thì từ hồi lần đầu Hằng gặp Kim á thì rất là ấn tượng vì hai đứa bằng tuổi và rất là hợp tính. Trời ơi. Rất là dễ thương và rất là sâu sắc. Đó, thực sự rất là mến. Và tất cả mọi chuyện từ trước giờ thì những cái đau khổ mà hai đứa trải qua thì Hằng đều kể cho Kim nghe hết. Đừng có khóc. Mong là từ nay về sau á sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ luôn hạnh phúc, sẽ không ai làm đau khổ của Kim của Hằng nữa. Thực sự hạnh phúc, thực sự thành công và thực hiện những đam mê, những ước mơ của mình. Chúc em những điều tuyệt vời nhất. Có câu kết, có đồng ý, có đồng ý câu kết, có đồng ý gì? Đã ra, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý. À, chặn đầu bữa năm, chặn đầu bữa năm. Cảm ơn những chị chúc phúc. Dạ, dạ, tụi em sẽ gửi sẹp sớm thôi ạ. Cảm ơn Chiến đã tán hợp. Nhưng mà bây giờ thì đến lượt Hằng luôn nè, Hằng ơi. Hằng ơi. Cái này đi, cái cuối. Hằng quyết định kỹ chưa? Quyết định kỹ. Ủa, sao vậy? Rồi, đập lớn lên. Cái gì nữa vậy? Cái gì nữa vậy? Mỗi lần cầm lên là sợ. Còn chưa hết run luôn á. Nè cái tay. Có thể đưa chứng độc gì không? Nó rất là bình thường. Hát là thể hiện tình cảm một bạn trong nhóm. Nhưng mà run không? Dễ hả? Hát mà thể hiện tình cảm hả? Anh Duy đi. Dễ mà.
Okay. Chắc chắn là phải bạn bạn khác giới rồi. Duy. Cái hồi trước anh Duy là bức bình phong rồi đó. Đúng bình phong lúc nào hôn hay là cái gì cũng bốc đầu anh Duy lên. Em bị lúc nào cũng bị lôi đầu lên sửa chạm hết trơn. Rồi, vậy thôi bạn kế bên đi cho nhanh nè. Bắt tay à? Ủa sao giống tình đồng chí quá vậy? Tình đồng chí này là tình nhưng mà tình đồng chí. Nắm tay kia kìa Chiến. Tay nào cũng được. Đó. Chứ giờ chị em mà. À, đứng lên đi, ngồi đi, sổ sàn quá. Nói gì đó rồi hát, nói ngắn gọn một hai câu cũng được rồi hát. Chứ không không hát thì thế này lãng. Im đi, nhiều chuyện quá. Chị đấm mẹ một phát em chết ngay tại chỗ. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em sao muốn đúng tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Là thể hiện tình cảm thành công rồi. Thành công. Được rồi, thành công rồi. Thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi. Bà luôn bà đã cầm tay bảo mình cho vậy. Chậm lại. Lấy gì? Trời đất ơi. Ý trời rồi. Nghiệp vụ thật sự rồi. Nói lời xin lỗi với một thành viên vì một điều gì đó bạn đã làm trong chương trình. Anh Chiến kìa, anh Chiến kìa. Có lỗi gì đâu mà xin. Mình muốn dành một cái lời xin lỗi với một người. Cái người đó đang ngồi tại đây ngày hôm nay luôn. Xin lỗi Chiến. Sao lại xin lỗi tôi? Tại vì trong chương trình thì về coi lại thì thấy có những lúc thì Kim hơi kiểu có cái đoạn mà mọi người có để ý, có cái đoạn mà mình vô trong phòng xong rồi mình nói chuyện riêng với bạn nữ. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Mà mình nói là con không hợp với ai vậy, con không tới với Chiến đâu nha. Không nhá. Ủa là ông xử cái môn tóc đúng không? Kiểu môn tóc luôn á, chứ không phải là kiểu để bảo chị tưởng là chị ghé cái mặt vô thôi. Sao mà tự nhiên nó môn tóc để nó xài chứ không được nha. Còn kiểu vô duyên á. Trong thái độ của mình thì rất là dễ gây hiểu lầm. Không phải là mình kỳ thị gì hết, nhưng mà tại vì cái cảm xúc của mình lúc đó chưa có thật sự là muốn tìm hiểu hay là muốn ghép cặp đôi với Chiến á, cho nên là mình không được thoải mái khi mà ai cũng cứ ghép mình với Chiến. Mỗi lần mà Chiến thực hiện thử thách em về em coi lại á, cái mặt của em đúng kiểu như là cái gì vậy trời, cái gì vậy trời á, đúng rồi, cái mặt kiểu vậy á. Không phải là cái ý em gì hết, nhưng mà em rất là ngại khi mà tương tác với lại Chiến trong chương trình. Nếu mà có gây cái sự hiểu lầm gì đó và mình yên tâm, ghét của nào thì cho của đó yên tâm. Thì ở đây thì em cũng xin lỗi Chiến, tại vì những cái reaction của mình nó hơi quá. Rồi xin lỗi Chiến nha. Không đồng ý tha lỗi. có nhận lời xin lỗi này không? Không. Thể hiện đi. Thể hiện đi. Thể hiện gì nữa trời, trong đây đâu có ghi thể hiện gì đâu. Hung tay đi. Bây giờ thích bạo lực gia đình. Chấp nhận hay là không? Chấp nhận hay là không? Thôi chấp nhận đi, bạo lực được. Để về nhà. Rồi, chấp nhận. Okay, cảm ơn Chiến. Rồi, tới ai đây? Tới Chiến. Bóc phiếu trắng này chắc mắc cười lắm. Còn một không thể nữa nào à? Không, chỉ có một cái phiếu trắng thôi. Dùng trước rồi. Lực lên nó chứ sợ quá. Rồi xong định mình rồi kìa. Đọc được rồi à? Đọc được rồi, hôn má một bạn nữ khác giới. Wow. Được vậy, không ăn cũng được vậy. Không, không, cơ hội chỉ đến một lần Chiến à. Không, Chiến đã có đúng rồi. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được nha. Thế? Chuyện tâm linh. Hôn má một bạn nữ khác giới là thử thách đầu tiên ở trong lớp house. Đúng rồi, nhớ mà. Rồi cũng là một cái thử thách mà Hằng dành cho Chiến. Nhớ ở trên xe không? Rồi bây giờ nữa. Lần trước trong chương trình không thực hiện được đúng không? Bây giờ thực hiện được rồi đó. Rồi đó. Chuyện đi. Nhưng mà... Nhưng gì nữa? Ra ngoài chương trình thực hiện đi, bây giờ có cơ hội thực hiện rồi đó. Chị Kim, có cơ hội rồi. Đứng lên cho, đứng lên cho. Chứ ngại. Ngại gì, ngại nữa? Gì trời. Thôi mệt quá. Thôi nhìn rồi, hôn nó ngại á. Hồi trước còn hôn đầu người ta mà giờ ngại. Đúng vậy, tay mạnh dạn lên đàn ông con trai gì mà. Ủa, thua vậy? Chiến thua Hằng luôn á. Phải giữ cho người ta tí chứ. Chứ chẳng lẽ kêu đứng lên liền rồi. Chiến này bà ngại như gái vậy thiệt luôn á. Ủa trong chương trình bạo lê lắm mà trời.
mà lôi người ta đi đâu vậy? Đứng cái ghế mà thực hiện được rồi. Giờ tôi hôn này nha. Nhìn mặt bà này cả hài quá. Vô mút má lẹ nè. Không, hôn má. Bà này thiệt luôn đó. Giờ mình lại hai má này. Thiệt hả? Bởi vì nó thuận miệng á. Đúng rồi, tại vì Chiến thừa biết nó hôn đây máy che không hôn lại, hôn lại. Cái này cố tình rồi. Mày thông minh. Rồi thôi hôn đi. Thôi chỉ còn 2 giây thôi, mất 3 giây rồi. Rồi ok luôn. Dạ, hôn má chứ không phải hôn môi. Rồi. Trời. Thích quá hả? Giờ muốn sao nữa? Mất 3 giây bên này rồi, lo lắm á, chồng muốn lủng má luôn nè. Không nghe tiếng chuột một phát. Ít nhất cũng phải tiếng chuột nữa à? Dạ ghép tiếng vô đi. Dạ giống muốn ghép gì ghép. Rồi thử thách tiếp theo cho Hằng đi. Rồi Hằng đi. Nghiệp quật nhanh lắm ha. Sao đấy, từ cho nữa rồi đi. Ủa em bốc mà. Chưa bốc đâu. No, không được, đổi sang. Trời bị khùng hả? Đó chị. Cái gì vậy? Ủa? Ai chơi vậy? Ủa, chơi gì vậy? Trời ơi. Gì vậy? Có hơn gì không? Mấy đứa chơi gì vậy? Đúng sở trường của bà. Đúng sở trường của trời ơi hả? Đúng sở trường luôn á. Không phải, tại vì cái hưởng hết đâu quá. Quá so với xa, còn cái đó là cái này được ok hơn. Trời ơi, thử thách mà. Thì đó mới gọi là thử thách chứ. Tưởng cái gì? Ok, cái này thì dễ. Thế kia là không. Ủa dễ hả? Em thấy khó. Thì đó hợp với em nhau. Thì đó hợp. Thử thách cũng phải có sự hợp Hằng nhau. Trước đi, Hằng đọc trước đi. Hôn mắt một bạn khác giới. Thì mắt hả? Ừ, hôn mắt dễ. Hồi trước Chiến có hôn mắt của Hằng rồi đúng không? Trời ghê thiệt. Ủa về lại tâm linh thì bây giờ Hằng không thích hôm đó Chiến hôn mắt của Hằng mà Hằng không thích, thì bây giờ Hằng trả lại cho Chiến đi. Sao này ổng lời sao lời muốn chuyện rồi cả hai cô gái luôn á. Em của em là gì vậy? Nhảy một đoạn hoàng sexy. Đó đúng luôn. Đâu có đâu, tại nó đỡ hơn đó thôi à. Chị thì đỡ hơn chị thôi. Thế hai người đổi hợp lý á. Hợp lý luôn á. Được. Ủa mấy cái này dễ vậy sao mà không bóc chúng ta? Tại nghiệp quật. Quật đúng hai đứa luôn á. Nè nãy chị Kim mà theo cái này là đúng sở trường luôn. Thì tí nữa bonus thêm cho Kim. Thôi khỏi đi. Bây giờ nè chọn ai nè. Chọn Chiến. Không có tình cảm thì giống như chị okay. Em thôi. Trước khi hôn mà nói câu đó phủ phàng quá. Kiểu như Hằng không thích Hằng trả lại cho Chiến. Thì chị em mà, đúng chị em mà. Quỳ xuống xíu. Nhắm mắt cúi đầu là được. Chứ hôn mà bà mở mắt được cũng hay á. Mở mắt xong không. Cúi xuống Chiến. Ủa làm gì cúi dữ vậy? Cúi vừa vừa. Quỳ gối xuống nè xíu. Quỳ gối xuống xíu. Không cần cúi xuống là được. Ok. Khó mà. Khó thiệt á. 5 giây nha. Không gì mới khó. Giống như cưỡng á. Giống như cưỡng ép là cưỡng bức à. Đứng băng hoàng. Mày đứng như khổ quá nha. Nhón chân lên tới mà. Thôi cứu xuống đi. Lâu quá. 1 2 3 4 5 Ok. Lên sexy đi cưng. Bây giờ tới bạn xa nhà ta. Em hãy làm cho mọi người trầm trồ đi nào. Ok, và sau đây là màn trình diễn của Linh Sa. Trời ơi, hot của em ơi, chắc luôn. Đúng rồi, đội cho hot của em ơi. Bung áo ràng phát. Rồi, cởi luôn áo bên ngoài cho nó sexy em ơi. Hãy diễn vài cái nét TikTok vậy. Ok, để em giả bộ. Để em giả bộ em là idol Hàn Quốc á, em bước ra. Tại tụi mình phải hú lên đúng không? Đúng rồi. Linh Sa. Linh Sa. Nổi đi em ơi. Trời ơi chị ơi, thần thái quá chị ơi. Rồi. Trời ơi. Theo cái nghĩa đó chị. Em có quyền chỉ điểm một người khác lên thay thế em. Chị Kim đây. Kim gì à? Kim á. Giống như thầy đó. Kim. Đúng rồi, hai chim cùng nhảy đi. Ok. Em là cái cột nha Sa. Ok. Ủa bà nào vậy? Làm gì tôi vậy? Ủa thì người ta phải như vậy chứ sao giờ? Con cái đời học. Ok. Cây cột bị gãy nha mọi người.
Thôi nha, vậy thôi nha. Các bạn ơi, thì tới bây giờ thì chương trình cũng phải chuẩn bị kết thúc rồi. Đây cũng có thể là lần cuối cùng mà Duy tham gia về kết nối của Clubhouse. Rất là buồn mà cũng rất là vui khi quen những bạn ở đây và các anh chị trong chương trình nữa. Bây giờ Duy xin kết lại là Duy và các bạn chúng ta gọi là tạm thời bây giờ mình gặp nhau vậy không biết khi nào mình sẽ có dịp để gặp lại nữa. Không biết là cảm ơn mọi người, trong số thời gian qua thì tụi mình cũng đã có những cái giây phút rất là vui vẻ bên nhau rồi. Tiệc nào cũng có lúc tàn đúng không? Đúng thì hiện tại thì Clubhouse cũng đang chiếu mùa 15 rồi, cho nên là rất là mong những các bạn nào mà đang theo dõi, ủng hộ Clubhouse trong suốt thời gian qua thì vẫn sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng với Clubhouse. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã có mặt tại Clubhouse mùa 14 và tạo nên những cái điều rất là tuyệt vời. Và cũng không quên cảm ơn ứng dụng Bigo Live kết nối bạn bè và giao lưu trực tuyến đã đồng hành tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Clubhouse mùa 14, Clubhouse mùa 14 mãi là một gia đình. Đôi môi tự dưng run lên, đôi chân ngập ngừng chẳng bước, tim đau thắt lại. Tại sao chẳng cần lý do, chẳng cần đắn đo, một vài dòng tin nhắn.